Thưa các bạn, có một tin rất buồn đối với ngành hàng không Việt Nam nói chung và Không quân Nhân dân Việt Nam nói riêng. Vào chiều ngày 5 tháng 4 năm 2023, một máy bay trực thăng của Tổng công ty Bay miền Bắc đã rơi ở vùng biển Ráp Ranh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, máy bay gặp nạn là Bell 505 số hiệu VN8650 của Công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18. Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính. Máy bay chở 4 khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Và đây là những hình ảnh của máy bay khi nó được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam, Việt Nam Defense 2022. Máy bay đã cất cánh lúc 16:56, mất liên lạc lúc 17:15. Công ty trực thăng miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng quân sự địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Lúc 19:18, lực lượng tại hiện trường báo cáo đã vớt được 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm người mất tích. Bell 505Z Ranger X là trực thăng hạng nhẹ do tập đoàn Bell Helicopter của Mỹ phát triển, được ra mắt lần đầu tại Triển lãm Hàng không Paris năm 2013. Dòng Bell 505 là thiết kế hoàn toàn mới, chỉ sử dụng một số thiết bị phát triển cho những mẫu trực thăng trước đó. Tính đến tháng 3 năm 2022 đã có khoảng 360 máy bay được xuất xưởng, biên chế cho nhiều sở cảnh sát và cứu hỏa tại Mỹ cũng như không quân, hải quân và cảnh sát biển của năm quốc gia. Tổng công ty trực thăng Việt Nam tiếp nhận 2 chiếc Bell 505 vào hồi tháng 5 năm 2019. Dòng máy bay này có 5 chỗ ngồi, có thể phục vụ tối đa 4 khách, tốc độ bay tối đa 232 km/h. Độ cao bay tối đa hơn 5.600m. Máy bay dài 10,53m, rộng 1,52m và cao 3,25m. Máy bay được sử dụng rộng rãi trong du lịch, chủ yếu phục vụ các chuyến bay ngắn ngắm cảnh. Máy bay này đã được bổ sung vào đội máy bay phục vụ tour du lịch trực thăng ngắm cảnh Hạ Long, Quảng Ninh vào năm 2019. Đây là một trong những tour du lịch cao cấp ở Quảng Ninh. Thực sự tai nạn xảy ra là một điều hết sức đáng tiếc. Xin chia buồn với gia đình các nạn nhân và cũng mong cơ quan chức năng sớm điều tra được nguyên nhân để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay tiếp theo.